Alo, thân chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong một video clip chia sẻ những kinh nghiệm học hỏi được về những cái mẹo soi điện tử nhỏ nhỏ của mình. Thì ngày hôm nay mình có đi về chai mua được cái cây quạt mini như thế này. Thì mình sẽ tiến hành sửa nó cho quý vị xem. Thì cái tình trạng của nó là thứ nhất là nó không có pin, mắc nắp. Cánh quạt thì nó sụp sịch. Bệnh nó cũng ít vậy thôi. Cái này nếu như gọi là con người chắc bệnh nan y. Nhưng mà mình nhận thấy được một điều, cái quạt này nó cũng còn có lẽ là xài được, nếu như mình một phục hồi được. Còn không thì chúng ta hãy trả nó về nơi sản xuất ban đầu, đó là ve chai tiếp tục. Thấy quý vị. Rồi bây giờ chúng ta không nói nhiều, nói dài dòng nữa, ta sẽ tiến hành kiểm tra nó. Cái bước đầu tiên để kiểm tra đó là chúng ta phải gắn cho nó một cái cục pin. Thử nó còn chạy không. Thấy nó nhá đèn nè. Ê, nó còn chạy nè, nó còn kêu nè mà không quay. Đây nó, tại vì nó sức cái ấy rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đó là tháo ra và chúng ta sẽ mổ xẻ nó ha, khám bệnh cho nó. Rồi, sau khi mình tháo nó ra xong thì mình nhận thấy một điều, đó là xuất luôn cánh quạt ra. Đây, cái này chỉ cần mình gắn nó lại thôi. Ở trong này thì nó có thêm được cái trứng. Có cái gì trong này nữa nè. Đấy, thấy chưa? Được cái trứng con khủng long nè. Còn cái cắt trong này nữa nè. Gì đây? À, ở trong này nó có cái chui gãy của cái nắp đậy này nè, lọt vô đây kêu cốp cốp. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh lại, gắn cánh quạt vô và test nha quý vị. Ok. Sau khi mình kiểm tra, mình thấy cái này nó bị gãy cái chui sạc rồi quý vị. Nè, chui sạc này nè. Nó đã gãy rồi, giờ mình sẽ tiến hành thay cái chui sạc mới vô đây. Ha. Đó, thay chui sạc mới vô đây. Mạch nó nè. Mình đã tháo ra, để tránh mất thời gian mình đã tháo ra khỏi hai cái chấu pin này. Mình đã gắn lại cái cánh quạt lại được rồi nè. Quay ok rồi nè. Đó. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đó là thay cái chui này ha quý vị. Rồi, mình đã thay xong được cái cổng sạc của nó nè quý vị. Đấy, mình nữa thì là đây là lần đầu tiên mình thay cái cổng sạc này luôn á. Mình báo quý vị nghe một cái tin gì đó. Đó, bây giờ mình đã ghim điện thì nó vô rồi nè. Đây, ghim vô. Tên tên tên. Đấy, nó đã sáng rồi nè, thấy chưa? Nó có đèn à. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ bắt vào đó rồi mình sẽ làm tiếp nha quý vị. Nhưng mà để cố định cái đuôi sạc này nè, chúng ta hãy là cho nó một miếng keo. Keo mũ á quý vị, cho nó cứng lại đang mình sạc, đừng có bị hư. À, mình sẽ làm như thế này nè. Cho nó tăng thêm cái sức chịu đựng của nó. Để không thôi thường là nó rất là dễ bị là chốc cái chỗ là cái cổng sạc này nè. Đa số là cái quạt mini nè là thường là nó bị là cái chỗ này là nhiều. Và nếu như mà không biết thì chúng ta sẽ bỏ luôn. Rất là phí. Đó. Đi vậy thôi. Thì nó sẽ giúp cho cái quạt chúng ta cứng thêm một đôi phần nào đó ha. Nhìn thấy gớm thì cho thực tế ra nhìn nó cũng mắc ói lắm.
Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình nữa là sẽ đó là hàn lại vô cái mạch này ha quý vị. Lộn nữa. Nãy đúng rồi, lộn đâu. Ta làm gì ta đúng. Rồi mình đã hàn vô rồi nè quý vị. Keo nó cũng khô rồi nè. Bây giờ mình sẽ ghim điện vô và mình test thử ha. Ten ten ten. Đấy, quạt đã quạt rồi nè. Độ 1 nè. 3 luôn. Đèn sáng luôn. Đấy. Đây, 1 2 3 thì không nổi. 1 nè. 2 3 được luôn. Nút này lúc ăn lúc không. Như vậy là mình sẽ là vệ sinh cái nút này lại. Rồi, ngon lành. Đấy. Như vậy là ok. Rồi, mình sẽ gắn cái viên pin vô là mình thử ra nó có được không ha. Đây. 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 Ồ, quạt im ta. Đèn giờ tắt. Rồi bây giờ mình test thử coi mình sạc pin được không ha, bằng cách là mình có cái đồng hồ à. Có cái đồng hồ đo dòng. Đồng hồ nè quý vị. Đó. Đồ thần thánh của mình nè, để dành đôi dòng nè. Đó. Chỉ cần biết, chỉ cần là mình ghim vô mà nó có dòng là mình biết sạc được.
sạc được mà mình mới xài được, cái sạc không được là sạc không có được đâu á. Lý do là mình thay là cái chui nó nằm hơi sâu bên trong rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ đó là tháo cái nắp này ra, mình tạm thời mình test để bằng đó là cái này đi. Đó. Như vậy là nó đã đó là cháy đèn rồi nè. Mình coi cái nó có vòng không. Đây, nó đã chạy và nó đã có dòng điện nha, 0.08A. Lý do là cục pin này nó đầy rồi, cục pin này nó đang đầy, cho nên nó là chỉ có 0.08A. Mình sẽ lấy cục pin nó là khác, cục pin này mình đã sạc đầy rồi. Để giờ mình test đồ. Cút ra thì nó hết dòng rồi nè. Đó. Rồi. Đây 0.14A nè. Nó sạc cái dòng phải 0.14, 0.11A nè. Đấy. Như vậy là cổng cái sạc này xài được rồi ha. Rồi ok. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ cái cách mà sửa cái quạt mini ha. Dây chai rất là dễ, đơn giản. Mình sẽ gáp vào ha. Thân chào tạm biệt với bạn, hẹn gặp lại với bạn trong các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.